Hot, 99% Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sẽ đại diện Việt Nam thi Miss World năm 2017. Thông tin Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss World năm 2017 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Hoa hậu Thế giới Miss World 2017 được mệnh danh là cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh, được tổ chức thường niên và thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Năm nay, khi mùa thi sắc đẹp đang đến gần, khán giả lại tiếp tục tò mò về danh tính người đẹp đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc này. Bên cạnh những cái tên như Kỳ Duyên, Đỗ Mỹ Linh, Thúy Vân, được đồn đoán là Hoa hậu Việt Nam năm 2016, Đỗ Mỹ Linh được cho là có cơ hội nhiều hơn cả. Mới đây, theo một nguồn tin thân cận, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Miss World 2017 đã nhận được hồ sơ dự thi từ Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Nguồn tin này cũng xác nhận việc Hoa hậu Việt Nam năm 2016 sẽ là đại diện nước nhà tham dự Miss World 2017 đã chắc chắn tới 99%. Được biết, ngày 17 tháng 8 tới đây, thông tin người đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Thế giới năm 2017 sẽ chính thức được công bố. Tin đồn Đỗ Mỹ Linh dự thi Miss World 2017 có thêm cơ sở tin cậy khi trước đó, trong một sự kiện lớn tại Thái Lan, cô có dịp gặp gỡ nhiều hoa hậu trong khu vực châu Á. Đáng chú ý khi trở về sau đó, Akarat Kain bất ngờ đăng tải một bức ảnh chụp cùng Mỹ Linh đính kèm theo nội dung Miss Vietnam World, Hoa hậu Thế giới Việt Nam. Ngoài ra, Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới năm 2015, Bi Wu Pet hứa nếu Đỗ Mỹ Linh đi thi quốc tế, cô sẽ chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ. Khoe ảnh Hồ Ngọc Hà thân thiết với mẹ mình, Kim Lý ngầm khẳng định tình cảm của hai là có thật. Tấm ảnh Hồ Ngọc Hà chụp cùng mẹ nam diễn viên Kim Lý được chính anh chia sẻ đang nhận được sự quan tâm, chú ý lớn từ phía cộng đồng mạng. Mới đây, nam diễn viên Kim Lý vừa chia sẻ tấm ảnh đang tập gym với thân hình cực chuẩn và cơ bắp cuồn cuộn. Tấm ảnh ngay lập tức nhận được sự chú ý và yêu thích của cư dân mạng. Tuy nhiên sau đó, sự quan tâm của người hâm mộ đã nhanh chóng dồn vào phía Hồ Ngọc Hà khi nữ ca sĩ để lại một vài bình luận bên dưới bức hình của người yêu tin đồn. Bên dưới phần bình luận, khi Hồ Ngọc Hà liên tục để lại những sticker dễ thương thì Kim Lý lại bất ngờ chia sẻ bức hình cô chụp chung với mẹ mình và không quên ghi lời tựa tình cảm với mẹ. Rất nhiều fan của cặp đôi đã nhiệt tình thả tim vào tấm ảnh đặc biệt này. Đa phần cho rằng sau hàng loạt những nghi vấn chiêu trò quảng bá cho MV Cả Một Trời Tương Nhớ, Kim Lý đăng tấm ảnh này nhằm khẳng định chuyện tình cảm giữa anh và Hồ Ngọc Hà là có thật, bởi mẹ anh và nữ ca sĩ cũng rất thân thiết với nhau. Chuyện tình cảm của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bất ngờ gây xôn xao dư luận kể từ sau những cảnh khóa môi nhau thắm thiết trong MV mới của nữ ca sĩ. Người hâm mộ tinh ý phát hiện cách đó không lâu, cặp đôi đã từng check-in chung một địa điểm với những lời lẽ yêu thương, ngọt ngào và gần đây nhất là chuyến đi cùng nhau tại Thụy Điển. Hà Hồ tỏ ra khá thân thiết với mẹ Kim Lý, cô vòng tay ôm bà từ phía sau, điều này càng dấy lên tin đồn Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đang chính thức hẹn hò. Chấn động lịch sử ngành y, bí mật cặp song sinh dính liền bị bắt cóc để thực hiện những thí nghiệm tàn độc. Một cặp chị em sinh đôi dính liền thân đã bị chính các y bác sĩ bắt cóc từ lúc ra đời, bị đem đi làm vật thí nghiệm và trải qua vô số nỗi kinh hoàng trong suốt thời gian thơ ấu. Khi trưởng thành, một người đã bị biến thái nhân cách, nhưng người còn lại thì tốt đẹp như một thiên thần. Câu chuyện gây chấn động này chưa từng được tiết lộ cho đến khi một phóng viên người Anh có tên Juliet Butler tìm ra các bằng chứng và trực tiếp ghi lại qua lời kể của hai chị em sinh đôi Martha và Dasha. Cặp chị em sinh đôi người Nga là một trong những trường hợp sinh đôi hy hữu trên thế giới khi họ là hai cơ thể dính liền, chung hệ thống máu nhưng lại có hệ thần kinh riêng biệt. Cũng bởi những đặc điểm này mà họ đã trở thành vật thí nghiệm lý tưởng đối với ngành y. Vào một ngày tháng giêng năm 1950, hai em bé Martha và Dasha chào đời trong bệnh viện. Ngay sau khi mổ lấy thai từ người phụ nữ có tên
Yekaterina Krivosopova, cặp chị em sinh đôi dính liền đã bị tách ra khỏi mẹ mình, bị đưa đến bệnh viện hàn lâm khoa học y khoa ở Moscow để trở thành vật thí nghiệm. Trong suốt những năm tháng ấu thơ, hai chị em sinh đôi liên tục phải hứng chịu đớn đau, khủng khiếp bởi những cuộc thí nghiệm vô nhân đạo, mà đúng hơn là những màn tra tấn kinh hoàng được dán lên cái mác đẹp đẽ là thí nghiệm y khoa. Trong khi bà Yekaterina vô cùng đau khổ vì nghe thông báo từ các y tá hộ sinh rằng con mình đã chết ngay từ lúc lọt lòng, thì thực ra lúc đó hai chị em Masha và Dasha đã trải qua những ngày tháng kinh hoàng mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Tại các phòng thí nghiệm, hai chị em đã bị đốt bằng lửa và cho vào hầm đông lạnh, bị bỏ đói, bị giật điện, không cho ngủ trong nhiều ngày, bị tiêm chất phóng xạ để thử phản ứng. Có đôi khi một trong hai chị em sẽ bị chích kim vào cơ thể để kiểm tra phản xạ của người còn lại, hoặc một người bị dìm xuống bồn nước lạnh để kiểm tra sự thay đổi nhiệt độ của người kia. Chỉ mãi cho đến khi cặp sinh đôi 6 tuổi thì tần suất bị tra tấn mới giảm dần đi, đến 8 tuổi thì họ mới được chuyển đến trường nội trú dành cho trẻ em bị suy yếu vận động ở miền nam nước Nga. Như những cuộc thí nghiệm tàn bạo tiếp tục được giữ bí mật và vẫn diễn ra trong suốt 12 năm, đến khi các cô gái đáng thương đã trở thành thiếu nữ và các nhà khoa học đã hoàn thành tất cả các loại thí nghiệm y học mà họ muốn làm, bấy giờ hai chị em sinh đôi mới được thả ra và đưa đến sống ở các khu nhà tình thương do nhà nước quản lý. Phóng viên Juliet Butler đã miêu tả lại trong cuốn sách viết về cuộc đời cặp song sinh Masha và Dasha như sau. Nơi đó thật khủng khiếp và tối tăm, nó nằm phía sau những bức tường cao hoang lạnh. Với dây thép gai và cổng bảo vệ, phòng của họ là một căn buồng chật hẹp và đến thảm hại. Với một cái giường đơn cho hai người, họ nằm mỗi người một đầu, còn chân thì phải thả rơi xuống đất. Mặc cho phải trải qua những nỗi thống khổ tưởng như không bao giờ ngưng dứt, nhưng hai chị em Masha và Dasha vẫn luôn trân trọng từng ngày được sống, luôn vui vẻ tận hưởng cuộc đời. Có lẽ vậy, sự ưu ái cuối cùng mà cuộc đời dành cho họ là sự ban tặng nhiều hơn những năm tháng cuối cùng. Sau này họ trở thành cặp sinh đôi dính liền sống lâu nhất thế giới. Một điều đáng kinh ngạc hơn ở cặp sinh đôi này là sự phát triển nhân cách của mỗi người sau đó. Cùng phải trải nghiệm những đau đớn và bất hạnh tột cùng, nhưng trong khi người chị Masha không thể hàn gắn những tổn thương và trở thành người biến thái nhân cách, thì cô em Dasha lại giữ được một tâm hồn thánh thiện tuyệt vời đến mức đáng kinh ngạc. Kể về những nỗi đau đớn bất công mà hai chị em đã phải trải qua, người chị Masha thường không thể giấu nỗi căm phẫn, phẫn nộ. Cô hay la hét và chửi bới mỗi khi nhớ đến những ngày tháng kinh khủng mình phải trải qua. Còn Dasha thì hoàn toàn ngược lại. Với trái tim dịu dàng và quá đỗi bao dung, cô chỉ nhẹ nhàng bày tỏ: đó không phải lỗi của họ, họ chỉ làm công việc của mình thôi mà. Dasha cho biết cô chỉ thích nghĩ về những kỷ niệm hạnh phúc trong quá khứ. Ví dụ như có một lần, một y tá đã đu đờ chơi cho hai chị em cô. Giống như bao người khác, Dasha ngọt ngào, cũng như đã có tình yêu, đó là một cậu bé có tên Savra, một trong số bạn bè của cô ở trường dành cho người khuyết tật. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, Dasha khao khát có một cuộc sống bình thường, ao ước được ở bên người con trai mình yêu thương thật sự. Lần đầu tiên thiếu nữ rụt rè, bộc bạch suy nghĩ, muốn được tách khỏi cơ thể dính liền với chị gái Masha. Với những tiến bộ của y học, nhiều bác sĩ đã đưa ra lời đề nghị phẫu thuật tách rời cơ thể cho hai chị em, và đó là niềm hy vọng khiến cho Dasha vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng mong ước cả đời và tình yêu duy nhất của cô gái đáng thương đã bị chị Masha thẳng thừng từ chối: ngoài tôi ra sẽ không ai được sở hữu Dasha. Theo lời kể của bà Juliet, trong khi Dasha vô cùng nữ tính, trầm ổn, khiêm tốn và dễ tha thứ, cảm thông, thì Masha lại là một người chị ích kỷ, kiêu mạn và hay bắt nạt và nhiều sân hận. Mặt khác, Masha là một người đồng tính, nên cô thường bắt em gái của mình phải cắt tóc ngắn, phải mặc quần áo theo ý của mình, dù biết Dasha luôn mong muốn để được tóc dài và mặc những bộ đồ xinh đẹp. Dù đã bị Masha lạm dụng về tình cảm trong suốt cuộc đời, nhưng cho đến những giờ phút cuối cùng,
Latna vẫn giữ một tình cảm chân thành và ấm áp dành cho chị gái. Chẳng ngọn lửa nào trong quá khứ đủ sức để thiêu đốt được tình yêu thương của cô gái Dasha. Chẳng một loại hóa chất tàn ác nào của phòng thí nghiệm có khả năng đầu độc trái tim thuần khiết, chỉ chứa đầy sự bình yên và tha thứ. Về sau khi câu chuyện của cặp sinh đôi được đưa lên sóng truyền hình vào năm 1988, nó đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ và cảm thương từ công chúng. Thế nhưng giới truyền thông lại viện dẫn ra những câu chuyện bịa đặt để bóp méo hình ảnh của hai chị em Dasha và Masha, khiến cho hầu hết người dân Nga thời bấy giờ nghĩ rằng họ là một cặp sinh đôi biến thái, luôn say xỉn và sống đời phóng túng. Vì lý do cuốn tự truyện của hai chị em không bao giờ được xuất bản ở Nga, chỉ đến sau này khi phóng viên Juliet viết lại nó bằng tiếng Anh thì câu chuyện về Masha Dasha mới được biết đến rộng rãi. Nó được dịch ra nhiều thứ tiếng và xuất bản ở nhiều quốc gia như Anh, Áo, Đức, Nhật Bản. Đến ngày 17 tháng 4 năm 2013, Masha chết như một cơn đau tim, nhưng Dasha đã không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào về y tế, thậm chí không một ai gọi xe cứu thương cho hai người phụ nữ trong lúc khốn cùng. Vì không được phẫu thuật tách khỏi người chị gái và bị nhiễm độc máu từ phần cơ thể chết của Masha, Dasha đã qua đời sau đó 17 giờ. Cuộc đời đầy ám ảnh và bi thương của hai chị em sinh đôi Masha Dasha là một tiếng khóc than cho nhân quyền, cho công lý, cho nhân tính và lương tâm của xã hội loài người. Nếu như trong mỗi chúng ta ai cũng có đầy đủ hai phần thiện, ác, thì dường như ở cặp sinh đôi này, sự phân hóa tính cách lại trở thành tách biệt rõ ràng, mà trong đó mỗi một ưu điểm của Dasha đều trở thành một nguồn cảm hứng sống tích cực, tràn đầy năng lượng của sự khoan dung, ấm áp và yêu thương. Còn Masha xin cảm ơn, Masha đã mang đến cuộc đời một tấm gương về sức mạnh hủy hại của lòng sân hận. Bất mãn, hận thù cũng đồng nghĩa với việc đầu hàng số phận, là ngọn lửa thiêu đốt tất cả lòng tin yêu và kéo chúng ta rơi xuống vực sâu không đáy của sự tàn phá tâm hồn.